đẩy lùi tà khí, mang nhiều may mắn vào cuộc sống của bạn. Tà khí chính là những tần số rung động thấp, năng lượng tiêu cực tích lũy trong cơ thể chúng ta, do chúng ta vô thức giao tiếp năng lượng với những nguồn lực bên ngoài để nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, tạo nên mất cân bằng về cơ thể vật chất, tinh thần và tâm linh. Và những năng lượng tiêu cực có thể tích lũy trong không gian chúng ta, tạo nên sự trì trệ, mất cân bằng, tạo ra rất nhiều sự bất hòa, mâu thuẫn. Hãy nhớ rằng, năng lượng tình yêu là năng lượng vĩ đại bao trùm cả vũ trụ này, luôn hiện diện bên trong mỗi sinh vật. Chỉ cần chúng ta cam kết kiên định lựa chọn tình yêu, cung cấp cho bản thân mình và hỗ trợ tích cực những người xung quanh, từ nhận thức, nguồn tình yêu dồi dào vô tận bên trong họ. Khi chúng ta cam kết kiên định không lay chuyển lựa chọn tình yêu, là chúng ta đang niêm phong hào quang của mình, có nghĩa là những năng lượng tiêu cực, thế lực xấu không thể làm suy yếu tình yêu ánh sáng bên trong chúng ta. Hãy cẩn thận những suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Chúng ta được trao quyền tạo ra cuộc sống tốt đẹp của chính mình. Hãy lựa chọn những năng lượng tích cực rung động cao, thể hiện qua suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta. Đó là cách chúng ta đang bảo vệ năng lượng của mình, tạo ra một cuộc sống cân bằng, dồi dào và thịnh vượng. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.